tiêm ngừa là biện pháp hữu hiệu giúp phòng ngừa các bệnh nguy hiểm hiện nay. Tuy nhiên, khi nói đến tiêm ngừa, nhiều người thường chỉ quan tâm đến đối tượng là trẻ nhỏ và cho rằng người lớn trưởng thành thì đã có kháng thể để chống lại tác nhân gây bệnh. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều tác nhân gây bệnh nguy hiểm mà ngay cả người lớn khỏe mạnh cũng có thể mắc phải. Vậy cần phải tiêm ngừa trong những trường hợp nào? Vaccine là một cái biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất, do đó mà người lớn hay trẻ em thì cũng cần thiết phải tiêm ngừa. Tiêm ngừa chủ động nó có thể là phòng bệnh cho chính bản thân của cái người tiêm, đồng thời nó có thể có tác dụng phòng bệnh cho cộng đồng. Trong những trường hợp người ta có thể tiêm ngừa khi mà bị những cái tai nạn giống như là thí dụ như là bị chó cắn hay là bị những cái tổn thương ngoài da, thì đó là những cái trường hợp mà bắt buộc phải đi tiêm ngừa để phòng bệnh cho chính bản thân. Tuy nhiên, chúng ta có thể phòng bệnh cho bản thân chủ động bằng cách rằng là đối với vaccine dại hay vaccine ngừa uốn ván hoặc là những cái vaccine khác như là vaccine cúm, vaccine sởi quai bị rubella, vaccine viêm gan siêu vi B, siêu vi A. Và ngày nay người ta cũng có thể tiêm ngừa những cái bệnh mà trước đây mình cứ tưởng rằng là chỉ cần tiêm ngừa cho trẻ em, giả sử như là ngừa ho gà. Theo như chúng ta biết rằng là ho gà là những cái bệnh mà trước đây người ta chỉ tiêm phòng cho trẻ em, nhưng mà hiện nay trong những trường hợp nếu mà người lớn mắc bệnh ho gà, chúng ta chăm sóc những trẻ con thì chính những người lớn này có thể lây bệnh cho trẻ em. Và đồng thời nữa, trong những trường hợp mà người lớn chúng ta chuẩn bị có gia đình và sinh em bé, thì các bạn cũng biết rằng là viêm gan siêu vi B có thể là lây truyền từ đường máu, đường quan hệ tình dục, nhưng mà cái con đường quan trọng nhất là lây truyền từ mẹ sang con. Chính vì vậy mà trước khi chuẩn bị có gia đình sinh em bé thì chúng ta nên đi tiêm phòng viêm gan siêu vi B. Ngoài ra, những cái trường hợp những cái vaccine mà nó có nguồn gốc từ virus, nếu mà chúng ta có điều kiện, giả sử như vaccine ngừa thủy đậu, vaccine ngừa cúm, vaccine ngừa quai bị, để chuẩn bị sinh em bé thì chúng ta cũng có thể tiêm phòng những cái vaccine đó. Còn đối với những trường hợp cái người lớn tuổi như là người già, thì các bạn biết rằng là người già thì thường có những cái bệnh mãn tính như là tiểu đường, cao huyết áp, rồi những cái trường hợp hệ thống suy giảm miễn dịch. Thì trong những trường hợp nếu mà bị nhiễm cúm, nhiễm bị bệnh viêm phổi thì bệnh nó sẽ rất là nặng và có khả năng tử vong rất là cao. Chính vì vậy mà người già cũng cần phải tiêm ngừa những cái bệnh như là cúm, viêm phổi hoặc là bệnh ho gà. Bên cạnh đó, những loại vaccine mà người lớn cần được tiêm để phòng bệnh đó là tiêm ngừa viêm gan siêu vi B, tiêm cho những người có xét nghiệm HBsAg âm tính, thường sử dụng phát đồ tiêm 3 lần, tiêm ngừa viêm gan siêu vi A, tiêm cho những người có xét nghiệm anti-HAV âm tính, tiêm 2 lần. Tiêm ngừa viêm não Nhật Bản B, tiêm 3 lần, sau đó tiêm nhắc 3 năm 1 lần. Tiêm ngừa viêm màng não do não mô cầu AC, tiêm 1 lần, sau đó mỗi 3 năm nhắc lại 1 lần. Tiêm ngừa thương hàn, tiêm 1 lần, sau đó mỗi 3 năm nhắc lại 1 lần. Tiêm ngừa trái rạ, tiêm 1 lần duy nhất. Tiêm ngừa sởi quai bị rubella, tiêm 1 lần duy nhất. Tiêm ngừa viêm phổi do phế cầu, tiêm 1 lần, có thể nhắc lại mỗi 3 năm 1 lần cho những người có nguy cơ mắc bệnh phổi cao. Cũng như các loại thuốc, các vaccine có thể gây ra một số tác dụng phụ, gọi là những phản ứng sau tiêm. Tuy nhiên, có những trường hợp người tiêm ngừa bị sốc phản vệ, do đó cần phải có cách xử lý đúng trong những trường hợp này để tránh nguy hiểm đến sức khỏe. Về phản ứng của vaccine thì chúng ta cũng biết rằng là bất cứ một cái loại vaccine nào hay là một cái loại thực phẩm hay loại thuốc nào nó cũng có thể gây ra phản ứng, từ những cái phản ứng nhẹ, giả sử như là sưng nóng đỏ đau tại ngay chỗ tiêm thì chúng ta có thể là uống thuốc giảm đau, chúng ta có thể là chườm lạnh. Trong trường hợp mà nó nặng hơn, sốt cao hơn, sốt liên tục nhiều ngày thì chúng ta có thể đi đến bệnh viện để được tư vấn kỹ hơn. Trong những trường hợp như là nổi mề đay thì chúng ta có thể là uống thuốc chống dị ứng. Tuy nhiên, một trong những cái phản ứng mà người ta lo sợ nhất đó là sốc phản vệ. Chính vì vậy mà trong chương trình tiêm chủng hoặc là những cái điểm tiêm về dịch vụ phục vụ cho những đối tượng có nhu cầu về tiêm chủng đều phải có những cái hướng dẫn là sau khi tiêm chủng thì phải ở lại nơi tiêm chủng ít nhất là 30 phút để theo dõi những phản ứng nặng. Tại vì trong những cái trường hợp phản ứng nặng như là khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt phải đi đến cái cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Tại vì tại những cơ sở nó mới có những cái thuốc chống sốc và người ta có thể chích thuốc cho mình nhanh chóng để hồi phục lại những cái vấn đề về mạch, huyết áp, thở hô hấp. Để việc tiêm ngừa được an toàn và hiệu quả, người đi tiêm ngừa nên lưu ý những điều sau đây. Nên có sự tư vấn của bác sĩ trước khi muốn tiêm ngừa loại vaccine nào đó.
báo cho nhân viên tiêm phòng biết về tình trạng sức khỏe trước đây và hiện nay để cân nhắc trước khi tiêm. Giữ số và phiếu tiêm chủng để theo dõi lịch tiêm chủng và đến tiêm đúng hẹn, nâng cao hiệu quả phòng bệnh. Sau khi tiêm, nên được theo dõi 30 phút tại điểm tiêm chủng và theo dõi tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.